Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta đến với một cái clip, nói chung là chắc có lẽ là cái clip đầu tiên mình quay nguyên cái face của mình, nguyên cái mặt của mình, gọi là to chà bá lửa lên lên cái kênh. Đấy thì như lời hứa của mình đó là mình sau khi nhận được nút bạc, nút play bạc đạt 100.000 lượt subscribe thì mình có hứa rằng là sẽ cố gắng là dành dụm tiền, sau đó thì mua cái camera để quay làm vlog, nói chung là làm đời sống ăn uống hay là thử thách mấy cái thí nghiệm các kiểu đó. Thì thực ra là mình muốn làm từ rất là lâu rồi, nhưng mà do là kinh tế không cho phép, cho nên là ngày hôm nay thì mới có tiền để có thể là mua được cái camera thần thánh, có thể quay vlog. Đấy, có lẽ đây là cái clip vlog đầu tiên, à không, cái clip vlog thứ hai. Cái clip vlog đầu tiên thì mình có đăng ở trên cái kênh đó là Vlog Mr. T, thì mình có đặt tên là kênh là như vậy. Thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng hãy xin vui lòng là bỏ ra tầm một phút một phút của các bạn để qua cái kênh. Đây, các bạn thấy trên có thể thấy trên màn hình đó là mình sẽ cho các bạn thấy đó là tên kênh đấy, cái avatar của kênh. Nói chung là các bạn có thể là vào đường link ở bên dưới phần mô tả cũng như là phần comment để vào kênh ấn đăng ký kênh giúp mình, ủng hộ mình. Mình sẽ làm rất là nhiều các clip nói chung về thức ăn, vlog các kiểu đấy, các bạn có thể là qua bên đấy xem. Thì đây chắc có lẽ là chỉ là cái clip mình khoe nút bạc thôi. Thực ra thì nút bạc thì rất là nhiều YouTuber có rồi. Thì ngày hôm nay thì mình cũng chả giấu gì đấy, cũng như là show cái góc, gọi là góc làm việc thần thánh của mình. Chắc là clip chỉ có tầm mấy phút thôi. Đây, mình thì vừa mới vẫn mặc áo ấy, vừa mới đi đi từ nhà xuống phòng, xuống mình đi về nhà để lấy cái nút bạc, sau đó đi xuống phòng mới quay được clip các bạn. Đây thì để mình quay đây. Trước tiên thì ơi, quả gương thần thánh của mình, đây là gương để soi độ đẹp trai nha bạn nhé. Thì để các bạn thấy rằng là thay vì là các bạn có thể là mỗi ngày nhìn gương, các bạn thấy rằng là độ đẹp trai mình tăng thêm bao nhiêu lần, thì đây cái gương thần thánh đây, đấy, nó sẽ tăng x bao nhiêu lần độ đẹp trai thay vì là người khác khen. Đấy, tiếp đến là một quả mic này có giá là mấy trăm ta, 300.000 đồng. Đấy, mic mic mình cũng vừa mới mua thôi, mình căn bản là mới chuyển phòng. Đây các bạn thấy không, mới chuyển phòng, từ đầu thì mình ở phòng khác cơ, ở phòng ở gần trường mình hơn. Đây là nhà anh mình, anh giả, thế nên là vừa mới chuyển về, đồ đạc tiếp các thứ đây luộm thuộm lắm, không khác gì gọi là cái tổ của mình. Bạn thấy không, đấy hộp biếc đựng máy tính biếc vừa vứt tờ lưa tùm lum đấy. À, màn đây cái cây máy tính đây, nói chung là cũng cây máy tính cũng không phải là hầm hố gì, cũng đủ để mình làm việc thôi, mình cũng chả khoe gì cây máy tính biếc gì đâu. Đây các bạn xem đi. Đây, nhân vật chính của ngày hôm nay của chúng ta là cái này, cái nút bạc. Đây bạn có thể thấy rằng là có thấy chữ gì đây, chi gaming congratulate on passing rồi subscribe. Nói chung là nút bạc này mình thấy rằng là rất là nhiều YouTuber khác làm rồi, mình cũng chẳng kiểu như là làm clip unboxing hay là gì cả, mình chỉ là khoe thôi, mình chỉ là cho các bạn xem rằng là mình đã nhận được nút bạc, cũng như là đó là lời cảm ơn của mình gửi tới các bạn, đó rằng là trong suốt quãng thời gian vừa qua thì các bạn đã ủng hộ mình, cũng như là theo dõi, luôn quan tâm đến kênh của mình và giúp mình để có ngày hôm nay. Thì chắc chắn rằng là không ngoài thì cái công sức của mình, thì bởi vì là có các bạn mà, các bạn luôn đồng hành cùng mình. Ok, thì cái nút bạc này chắc có lẽ là mình sẽ treo ở trên góc bên trên này, treo ở góc góc đằng xem nào, ở đây chắc treo góc ở đây đấy, treo góc ở trên tường này. Hôm nào có thời gian rảnh rỗi thì sẽ bắn vít sau, bởi vì cái này đằng sau nó có một cái ấy mà,
bắn đinh vào là treo được luôn. Đấy, rất là easy gaming. Đấy, đại khái là như thế. Còn cái gì nữa ông ta? À, thì hiện đây giới thiệu luôn đó là cái ở đây thì mình vừa mới nhận được một số cái đồ chơi Minecraft, các bạn thấy không? Chắc là không thấy đâu. Đấy, mình cho gần đây một số đồ chơi Minecraft mà một cái shop gửi về cho mình. Thì rất là nhiều đồ chơi, nên là chắc có lẽ là hẹn các bạn clip tiếp theo mình sẽ nói chung là sẽ review, sẽ khoe cho các bạn những món đồ về game Minecraft mà chúng ta thử xem những món đồ ấy ra sao, nó đẹp như thế nào, nó có giá như thế nào và mua ở đâu uy tín, thì mình sẽ có clip lần sau các bạn nhé. Chắc là hết rồi nhỉ, không còn gì để nói nhỉ. Đấy, ngày hôm nay rảnh hơi rảnh rỗi sinh nông nổi, mình có khả năng là nói chuyện tào lao đánh bao với các bạn như vậy. Đã, chúng ta lại quay về khuôn mặt thần thánh. Chắc chắn rằng là có nhiều bạn thất vọng về khuôn mặt của mình, bởi vì là mình không tự nhận rằng là mình đẹp trai gì cả. Nói chung là mình cảm thấy rằng là mình tự tin trước những cái camera lở nó đứng không vững. Rồi, biết là được chưa? Từ anh em mình dùng cái gương thần thánh của mình để soi xem. À rồi, ok. Đấy là công cụ. Thì cũng tiện đây thì nói luôn. Đấy thì chắc chắn rằng là không chỉ riêng cái nút bạc này đâu, mà mình sẽ tự hứa với bản thân mình rằng mình sẽ cố gắng đạt được cái nút trên nút bạc của nó, đó là nút vàng. Đấy. Thì rất là mong là các bạn ủng hộ mình cũng như là đồng hành cùng mình. Nhờ có các bạn thì mình có ngày hôm nay, thì cũng một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chắc có lẽ là clip sẽ kết thúc tại đây thôi, bởi vì là mình cũng làm một cái vlog ngắn thôi, không có gì là dài. Ok, bạn nào muốn xem khuôn mặt của mình thì thực ra thì bạn nào kết bạn Facebook với mình rồi ấy thì biết rồi, không phải chờ đến clip ngày hôm nay, thế nên là không có gì gọi là thất vọng hay là mong chờ cả. Ok. Chúc bạn xem video vui vẻ nhé. Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.